Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn. Thiết kế website cho sự kiện và tổ chức sự kiện. 1. Thông tin chi tiết và cập nhật. Website là nơi lý tưởng để cung cấp thông tin chi tiết về sự kiện, bao gồm lịch trình, địa điểm, diễn giả, chương trình và các thông tin quan trọng khác. Điều này giúp người tham gia dễ dàng tìm kiếm và cập nhật thông tin mới nhất. 2. Đăng ký và mua vé trực tuyến. Một website chuyên nghiệp giúp việc đăng ký tham gia và mua vé trở nên thuận tiện và nhanh chóng. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian cho người tham gia mà còn giúp ban tổ chức quản lý thông tin đăng ký dễ dàng hơn. 3. Tạo sự tin tưởng và chuyên nghiệp, một website thiết kế đẹp mắt và chuyên nghiệp giúp nâng cao uy tín của sự kiện, tạo ấn tượng tốt và thu hút nhiều người tham gia hơn. 4. Quản lý thông tin và tương tác, website có thể tích hợp các công cụ tương tác như diễn đàn, bình luận, chat trực tuyến giúp ban tổ chức tương tác trực tiếp với người tham gia, giải đáp thắc mắc và thu thập phản hồi. Chạy quảng cáo cho sự kiện và tổ chức sự kiện. 1. Tiếp cận đúng đối tượng, quảng cáo trừng cáo trực tuyến giúp sự kiện tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu dựa trên các tiêu chí như sở thích, địa điểm, độ tuổi, giới tính, hành vi trực tuyến. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí quảng cáo và tăng hiệu quả chiến dịch. 2. Tăng nhận diện sự kiện, quảng cáo giúp nâng cao nhận diện và tăng cường sự quan tâm đến sự kiện. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các sự kiện mới hoặc chưa có nhiều người biết đến. 3. Thúc đẩy đăng ký và bán vé, quảng cáo trực tuyến có thể thúc đẩy hành động đăng ký tham gia hoặc mua vé, từ đó tăng lượng người tham gia sự kiện. Các chiến dịch quảng cáo có thể nhắm đến các mục tiêu cụ thể như tăng số lượng đăng ký trong một khoảng thời gian nhất định. 4. Đo lường và tối ưu hóa hiệu quả, quảng cáo trực tuyến cung cấp các công cụ đo lường chi tiết, giúp ban tổ chức theo dõi hiệu quả chiến dịch và tối ưu hóa để đạt kết quả tốt nhất. Các dữ liệu này giúp hiểu rõ hơn về hành vi và sở thích của khách hàng, từ đó điều chỉnh chiến lược quảng cáo phù hợp. Tóm lại, thiết kế website và chạy quảng cáo là những công cụ mạnh mẽ giúp sự kiện và tổ chức sự kiện thu hút nhiều người tham gia hơn, quản lý thông tin hiệu quả và nâng cao uy tín. Những công cụ này không chỉ giúp tăng cường nhận diện sự kiện mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký và mua vé, từ đó đảm bảo sự thành công của sự kiện. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn.